somebody will hear an address by His Excellency Phạm Bình Minh, Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs of Vietnam. Đại hội đồng sẽ nghe bài phát biểu của Ngoại trưởng Phạm Bình Minh, Ngoại trưởng của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Xin mời ông lên khán đài. Maria Fernanda Epizona Rasses, President of the 73rd Sessions, for her important contribution to the work of the General Assembly, as well as to Secretary General Antonio Guterres for his work and dedication over the past year. Mr. President, 80 years ago, the Second World War erupted and became the deadliest chapter in the history of mankind. Hình hơn 70 năm trước là đại dịch thế chiến đã xảy ra và làm cho thế giới bị horrendous crimes and the emergence of new weapons and means of warfare with unparalleled. Sau đó là những cách chiến thuật rất là dã man đã hiện ra. Nations have come to realize the importance of a collective security system based on multilateral probations and international law. As the sau đó nhiều nước đã gặp nhau để bàn về giữ lại hòa bình và đã thấy cái sự quan trọng của việc đa dạng hóa các quan hệ ngoại giao. With the United Nations at its heart has become indispensable. Multilateral institutions provide the forums for states to được gặp phán nhiều bên đa dạng với Liên Hiệp Quốc đã trở thành một phần rất là quan trọng trong các cái quan hệ ngoại giao. Economy, trade, development and human rights. Two specialized areas of probation in maritime, aviation, postal and telecommunication. Và như vậy các lĩnh vực như nhân quyền và an toàn trên biển đã được chúng ta rất là tự hào về một cái thế giới rất là bình yên và rất là an toàn. Chúng ta đã thấy những cái phái đoàn của Liên Hiệp Quốc giữ hòa bình các lực lượng giữ hòa bình tại các nước phía châu như là Mali hoặc là Cote d'Ivoire, hoặc là cái vai trò của Liên Hiệp Quốc giữa những cái đàm phán giữa Hoa Kỳ và Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên. Out of poverty, civilization of primary education has been achieved in many nations. Maternal and child mortality rates have been considerably reduced. Together, we have established important strategies and frameworks for global development efforts, such as the 2030. Và cùng nhau trong thời gian vừa qua, chúng ta đã có những cái tiêu chuẩn để cho thế giới được phát triển một cách rất là mạnh mẽ. For development and the Paris Agreement on Climate Change. Và chúng ta đã có những cái hiệp định về biến đổi khí hậu. It is alarming that narrowly interpreted national interests are chosen over common values. Big power politics, coercion, competitions and confrontation are favored over cooperation, dialogue and respect for international law. The consequential reductions in political commitment and resources has impacted the efficiency and effectiveness of multilateral cooperation. This
is all happened, why the challenge we are facing is greater in magnitude and more complex in nature. No nation is immune to the trong bối cảnh hiện nay thì chúng ta đã thấy những cái thử thách rất là lớn về an toàn ở trên thế giới. Pandemic. Conflicts are protracted in many areas, especially in the Middle East and Africa. Why the risk of conflict? Hiện giờ các nơi trên thế giới đang có rất là nhiều đông người, rất là đông người, và hiện giờ cái tổ chức Liên Hiệp Quốc về cấm vận các vũ khí thì nó đang đứng trong nguy cơ rất là mạnh mẽ. The global arms control and non-proliferation regime is becoming more fragile. The development of science and technology have brought about new means and methods of warfare. Global military spending is at its highest. And in và hiện giờ các cái chi phí về quân sự hóa thì nó đang rất là cao. In this context, we welcome the timely theme set by Mr. President for this section, galvanizing multilateral efforts for poverty eradication. Đất nước Việt Nam đã thay đổi rất là nhiều trong thời gian vừa qua và đã phát triển rất là nhiều, và cái đó cũng gắn liền với cái sự phát triển của Liên Hợp Quốc. Và sau nhiều năm bị chinh chiến ở Việt Nam thì Việt Nam đã cố gắng và đã thành công xây dựng lại đất nước. Và Việt Nam luôn cố gắng để phát triển theo xu hướng của thế giới. Vietnam rebuild our country after decades of war. Và thế giới đã cho Việt Nam những cái diễn đàn để Việt Nam phát triển và theo kịp những cái phát triển của thế giới. And socio-economic development đang hiện giờ đang hoạt động và đang kết hợp với những nước khác giống như là nhóm ASEAN để phát triển cái sự bền vững ở trong khu vực Thái Bình Dương. Vietnam has been an active and constructive partner. Và Việt Nam cũng rất là vui mừng được tham gia các cái phái đoàn của Liên Hợp Quốc để gìn giữ hòa bình ở các nước Phi Châu. In the United Nations, members of Vietnam's People's Army have joined the organization's peace. Việt Nam luôn luôn cố gắng để thực hiện những cái cam kết của Agenda 2030 và hiệp định về biến đổi khí hậu của Paris. Và Việt Nam luôn cố gắng để trở thành một thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Và Việt Nam luôn cảm ơn cái sự tin tưởng của các nước đối với Việt Nam. Vietnam is honored to have been elected non-permanent member of the UN Security Council. On behalf of the government and people, và Việt Nam sẽ luôn luôn cố gắng để hợp tác cùng với các nước trong Liên Hợp Quốc. For once more again entrusting us with this important position. As a member of the council, và Việt Nam luôn luôn cố gắng để hỗ trợ cho cái sự đa dạng hóa trong Liên Hợp Quốc và chống lại cái tiến đơn, cái độc hóa. Given today's daunting challenges, it is critical that we all work to revitalize multilateralism and strengthen the United Nations. Pháp luật quốc tế là cái nền tảng duy nhất và cái nền tảng cơ bản nhất cho việc hợp tác ở trên thế giới. We must all reaffirm the fundamental importance of international law. Và Việt Nam tin tưởng rằng là việc tuân theo luật pháp quốc tế là cái đường lối duy nhất để chúng ta cùng nhau hợp tác. Our actions must be in line with and guided by respect for international law. Và các nước nên tuân theo pháp luật quốc tế để cùng nhau có thể đàm phán hoặc là bàn luận. And to seek sustainable solutions for disputes. We support all efforts to settle disputes by peaceful means in the context. Và chúng ta kêu gọi các nước liên quan ở trong Biển Đông, ở trong khu vực Biển Đông luôn luôn tuân theo pháp luật quốc tế. We call for the immediate lifting of the unilateral embargoes against Cuba, contrary to international law.
Nói về chiến lược thì Biển Đông là một trong những cái vùng biển quan trọng nhất giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. As the constitutions for the oceans, linking the Indian and the Pacific Oceans. Việt Nam trong thời gian vừa qua đã lên án nhiều lần những cái phát triển rất là phức tạp ở trên vùng Biển Đông. By relevant states have yielded positive outcomes in settling differences and disputes. Và Việt Nam kêu gọi các nước liên quan luôn luôn tuân theo cái công ước biển về luật biển năm 1982 UNCLOS, including serious incidents that infringe upon Vietnam's sovereign rights and jurisdiction. Và Việt Nam cũng kêu gọi các nước là giải thể các cái xung đột giữa nhau qua luật pháp quốc tế và công ước về luật biển năm 1982. Or escalate tensions at sea and settle disputes by peaceful means in accordance with international law, including the UNCLOS. Secondly, it is important to enhance the synergies between the global and the regional. Global actions can only be effective if adapted. Việt Nam luôn luôn ủng hộ các tổ chức của Liên Hiệp Quốc để triển khai các cái dự án về văn hóa, về phát triển xã hội, về kinh tế như là UNSC trong những cái vùng giống như là Phi Châu. Việt Nam welcomes the cooperation between the United Nations, especially the UN. Chẳng hạn ASEAN ở Á Châu là một trong những tổ chức mà luôn luôn kết hợp với nhau để có những phát triển nhất định về xã hội, về kinh tế, và nó trở thành một cái phần không thể thiếu trong sự kết hợp giữa các nước ở trong khu vực ASEAN. Và ASEAN đã giúp cho cái sự an toàn bền vững ở trong khu vực và có thể là ổn định trong một thời gian lâu dài. Và nó cũng đóng góp cho cái sự an toàn và ở trên thế giới và trong khu vực. Và Việt Nam cũng đang hoạt động trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Peace and stability in the region and the world. Việt Nam cũng cố gắng để trở thành một cái cầu nối giữa các bên mà đang có xung đột trong các vấn đề mà được bàn ở trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. We will endeavor to enhance the cooperation and complementarity between the Council and the regional organizations, particularly in conflict prevention and sustainable peace efforts. Thirdly, multilateral efforts need to. Và Việt Nam luôn luôn bảo vệ các cái tổ chức và các cái hệ thống mà dùng để bảo vệ những người dân. Safety and living conditions of the people are ensured. Vietnam deplores attacks against civilians. Và Việt Nam luôn luôn bảo vệ các cái quyền lợi của trẻ em. We support and commit. Và Việt Nam sẽ cố gắng tham gia các cái hoạt động để ổn định lại một cái đất nước nào đó sau một cái cuộc chiến hoặc là một cái nội chiến. The Safe School Declaration to join efforts to protect the rights of children to education under all circumstances. Các cái tổ chức đa phương cần phải cải cách để cho nó có thể hoạt động trở lại giống như hồi xưa. For the safety of people and socio-economic recovery and development of states. Và các tổ chức giống như Liên Hợp Quốc cần được cải cách để nó hoạt động một cách rất là hiệu quả và có ích. Especially developing states in Asia, Africa and Latin America. Vietnam welcome efforts to reform the UN. Việt Nam sẽ đóng góp để cho Liên Hiệp Quốc được cải cách, và cái đó Việt Nam sẽ làm cùng với các nước khác. Và điểm cuối cùng, thưa Ngài Chủ tịch, other stakeholders and communities. Khi sự lên án của các nhà độc tài là cần thiết để mình có thể lấy lại được cái chủ nghĩa đa quốc gia.
và chúng ta cần phải đầu tư cho các cái dự án ở trên thế giới rất là quan trọng. Mà hiện giờ chúng ta đang cố gắng để xây dựng một cái trang lịch sử đầy cái sự cộng tác ở trên thế giới. Và tôi xin cảm ơn Ngài Chủ tịch. Xin cảm ơn Ngài Phó Thủ tướng và Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh. Doy las gracias. I wish to thank His Excellency Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of Vietnam. And I now give the floor to His Excellency Prak Sokhon, Deputy Prime Minister, Minister for Foreign Affairs and International Cooperation. Và sau đây là bài phát biểu của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao của Vương quốc Campuchia.